Cuộc đời đứng giữa hai lựa chọn, về Mỹ đoàn tụ cùng người con gái ruột, hoặc ở lại Sài Gòn để tiếp tục hành trình thiện nguyện và chăm sóc cho các con nuôi trong mùa dịch nguy hiểm. Chị đã quyết định ở lại khi Sài Gòn đang bị tổn thương nặng nề do dịch bệnh gây ra. Với hành nguyện của người con Phật cao cả, chị đã xả thân nhiệt tình tham gia các hoạt động như đóng góp cho quỹ vaccine, gửi gạo tới những người nghèo, tham gia bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Từ đó, chị bị nhiễm COVID-19. Sau thời gian chống chọi với căn bệnh nghiệt ngà quái ác này và được sự nỗ lực điều trị của các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi. Chị rút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 57 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng dương 51 tuổi. Để lại bao niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình và trung tâm Thủy Nga, cả ca nghệ sĩ, khán thính giả trong và ngoài nước. Người con gái ruột của chị là Wendy Phạm, với tâm nguyện muốn đưa thi hài mẹ về Mỹ, nhưng do vướng các giấy tờ thủ tục nên không thể đưa chị về Mỹ được. Kính thưa tất cả quý vị, đến ngày 8 tháng 10 2021, thi hài của ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng tại nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Mặc dù chị không thể về bên con gái của mình trong hình hài nguyên vẹn, nhưng nguyện ước của người có mong muốn nhìn thấy mẹ lần sau cùng trong cuộc đời. Thế là trên chuyến bay về Mỹ không hẹn ngày trở lại quê hương, nghệ sĩ Việt Hương đã đưa hài cốt của ca sĩ Phi Nhung về bên con gái của mình. Chị đã được về nhà sau thời gian dài chờ đợi, để rồi sáng hôm nay, nơi khuôn viên tu viện Huệ Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali, đất sáng nước Hoa Kỳ. 15 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trên Facebook của quản lý cố ca sĩ đã đăng tải một hình ảnh bên con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm. Hậu tang lễ, cả hai đang ngồi lại cùng nhau làm một việc quan trọng. Chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng phiền đến chúng tôi, quản lý cố ca sĩ chia sẻ. Trong ảnh, Wendy Phạm cùng quản lý của cố ca sĩ đang ngồi phân chia lại những hình ảnh của giọng ca Bông Điên Điển. Trong đó có rất nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc quý giá bao năm qua của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Động thái này như đáp trả lại lời của CEO Đại Nam, cho rằng con gái Phi Nhung sẽ sớm gặp phải một cuộc tranh chấp tài sản với người rất thân cận sau tang lễ. Dưới phần bình luận, Wendy Phạm còn trêu đùa với quản lý cố ca sĩ: bây giờ con và dì siêu giàu. Có thể thấy những hình ảnh kỷ niệm đẹp đẽ đã qua của cố ca sĩ Phi Nhung có ý nghĩa quan trọng với những người thân và gia đình. Đây còn được coi là tài sản vô giá của giọng ca Bông Điên Điển để lại khi cô qua đời. Và bài hát này Phi Nhung cũng xin tặng cho Diễm Phạm. Hôm nay là ngày birthday. Happy birthday Diễm Phạm. Broken heart numbed all the pain.
heal, and now I don't feel broken anymore. Your smell wrapped in my bedsheets, don't wanna wash it away. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. How to heal, and now I don't feel broken anymore.